sóc khách hàng lớn nhất từ trước đến nay Viettel cộng cộng. Viettel cho biết, Viettel cộng cộng áp dụng cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Viettel, gồm di động, điện thoại cố định, internet, truyền hình số. Điểm đặc biệt của chương trình Viettel cộng cộng là khách hàng không cần phải đăng ký tham gia. Hệ thống chủ động tạo tài khoản và tích điểm từ mọi giao dịch của khách hàng, nạp thẻ, thanh toán cước, nâng cấp trên đăng ký gói data, đăng ký dịch vụ cố định, sử dụng dịch vụ lâu dài, để xét và nâng hạng thành viên. Bên cạnh đó, dịch vụ này cũng cho phép người dùng gộp điểm khi sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ sẽ giúp khách hàng nâng hạng hội viên nhanh hơn và hưởng nhiều ưu đãi đặc quyền từ Viettel cộng cộng. Viettel cũng cho biết, dịch vụ này đã liên kết với hơn 300 đối tác trong các lĩnh vực y tế bảo hiểm, giáo dục, ẩm thực, mua sắm, du lịch, khách sạn, giáo dục. Phát biểu tại buổi lễ ra mắt Viettel cộng cộng, ông Cao Anh Sơn Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến toàn thể khách hàng đã tin tưởng đồng hành với Viettel trong suốt thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Viettel đang khởi tạo nên cuộc cách mạng về CSKH tại Việt Nam. Sự ra đời của Viettel cộng cộng cũng phù hợp với xu thế chuyển đổi số mà Viettel đang theo đuổi. Chính thức gia nhập thị trường viễn thông từ ngày 15 tháng 10 năm 2000 với chiến lược giá cước rẻ và vùng phủ rộng khắp cả nước, Viettel đã là động lực chính góp phần thực hiện thành nhiều công cuộc cách mạng về viễn thông ở Việt Nam, phủ cập điện thoại di động, đưa internet đến mọi người, mọi nhà, quốc phan.